Ở tập 4 này, Nano sẽ đến học tại một ngôi trường dành riêng cho giới thượng lưu. Chỉ cần có tiền, bạn sẽ có thể làm được tất cả mọi thứ tại nơi này. Nano vừa đến chưa được bao lâu, đã mua ngay một căn phòng trong trường để mở công ty của riêng cô. Thì ra, ngoài bất tử, Nano còn là một cô gái con nhà giàu. Căn phòng lộn xộn bỗng chốc trở nên gọn gàng, ở giữa là chiếc ghế chủ tịch, bên ngoài còn dáng hẳn tên Nano. Vừa mở công ty, Nano đã có ngay khách hàng. Bọn họ là 5 người trong nhóm con nhà giàu quyền lực, hôm nay cô giáo phát bài kiểm tra. Cậu thanh niên tóc vàng chẳng may điểm thấp, sợ phụ huynh thấy sẽ bị mắng và mất luôn phần thưởng là chiếc xe mô tô cậu yêu thích. Nano thấy vậy liền nói nhỏ sẽ giúp đỡ cậu ấy, chiều nay hãy đến công ty của cô để gặp mặt. Cả đám tò mò nên cũng đi đến đó. Sau một hồi tính toán chi phí, Nano nói rằng sẽ giải quyết vấn đề của cậu tóc vàng với chi phí là 11 triệu đồng. Mình đã đổi sang tiền Việt cho các bạn dễ hình dung. Đám con nhà giàu liền nói cái giá đó quá rẻ, cậu thanh niên liền lấy trong túi ra cọc tiền, để trước mặt Nano. Cô gái sau khi kiểm tra thì bắt đầu thực hiện công việc, sau một hồi đã in ra một bản điểm mới cho cậu tóc vàng. Cả đám ngạc nhiên, Nano nói rằng không có gì cô không thể làm. Tiếng lành đồn xa, công ty của Nano chẳng mấy chốc đã đông nghẹt các cậu ấm cô chiêu, đến dùng tiền để giải quyết chuyện cá nhân. Cậu học sinh dùng tiền để đánh ghen tên đã cắm sừng mình, Nano liền hóa phép khiến một đám côn đồ đập hắn ta ra trận. Cậu gay dùng tiền để kiếm cho mình một cô bạn gái giả mạo, ra mắt gia đình. Sau vài ngày, 4 trên 5 người của nhóm con nhà giàu đã nhờ tới Nano. Chỉ trừ một cậu thanh niên tên là Dino, cậu ta được mệnh danh là người giàu có nhất trường, không có gì cậu ta không làm được. Bố mẹ giàu có sống ở nước ngoài, bản thân thì là học sinh giỏi, đi du lịch luôn mang quà về cho bạn bè. Nano hỏi đến thì cậu ta liền nói không có gì cần cô giúp. Đám bạn sau đó liền nghĩ ra kế hoạch, sẽ trốn bố mẹ để cùng nhau đi du lịch. Nano liền nói muốn đến nhà của Dino để tham quan, xem nhà cậu ta to đến mức nào. Cả đám liền nhất trí, chẳng ai biết nhà của Dino ra sao. Bị đám bạn vây quanh năn nỉ, cậu ta đành phải đồng ý. Dino ra về với gương mặt lo lắng. Cậu ta bước về chiếc xe ô tô đắt tiền và chạy đi. Tuy nhiên một chuyện bất ngờ xảy ra, tài xế vừa dừng trước nhà, Dino liền đưa cho ông ta một sấp tiền lẻ. Thì ra cậu ta chỉ thuê xe ôm để che mắt bạn bè. Nhà của Dino thực ra chỉ là một căn nhà cũ kỹ bình thường, cha mẹ cậu làm thuê để kiếm tiền nuôi cậu ăn học. Tuy nhiên để lấy danh với đám bạn con nhà giàu kia, cậu đã giả vờ làm một rich kid. Mọi chuyện sẽ vỡ lẽ vào ngày mai, khi cả đám đến nhà của Dino và phát hiện ra sự thật. Vì sợ hãi nên Dino đã gọi cho Nano để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu yêu cầu cô gái tìm cho mình một căn nhà khác. Nano ngay lập tức đồng ý, tuy nhiên chi phí cô đưa ra là 150 triệu. Dino không còn cách nào khác phải trộm tiền của cha mẹ. Tối hôm đó, cậu lẻn ra ngoài để rút tiền từ thẻ của cha mình. May mắn không bị ông ta phát hiện. Sáng hôm sau, vừa ra khỏi phòng, Dino đã nghe thấy tiếng cha mẹ mình nói chuyện bên ngoài. Thì ra số tiền 150 triệu đó là cha cậu dùng để trả nợ, cũng như đóng tiền học phí cho con trai. Việc số tiền bị mất đột ngột khiến hai vợ chồng cực kỳ lo lắng. Dino không dám nói gì mà chỉ bỏ đi. Việc mất danh dự với bạn bè đối với cậu còn quan trọng hơn nhiều lần. Nano sau khi đã lấy tiền, liền đưa Dino đến căn biệt thự sang trọng. Đám bạn sau đó đi đến thì kinh ngạc trước độ giàu sang của thằng bạn, không ai biết rằng đó chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng của cậu ta. Tụi bạn liền nói muốn uống rượu, Dino dùng chuông gõ để kêu người hầu ra, bất ngờ khi đó chính là cha mẹ cậu, hai người nhìn con trai mình với vẻ mặt buồn bã. Trong bữa ăn, đám bạn vừa uống xong ly nước thì gương mặt liền đanh lại, bọn chúng nói đây không phải rượu của bọn họ, ông phục vụ nói rằng cả đám chỉ mới là học sinh, không nên uống rượu. Cả bọn nghe vậy liền xoay qua nạt nộ, chửi bới cha mẹ của Dino, còn đòi sa thải hai người. Cậu nghe thấy nhưng không làm được gì ngoài im lặng. Bà mẹ đi đến định rót rượu, chẳng may làm dơ chiếc váy đắt tiền của cô gái trong nhóm. Cô ta la hét đứng dậy, cả đám sau đó bỏ đi qua phòng khác. Dino thấy vậy thì cũng đi theo. Nano sau đó bày cho cả đám một trò chơi, cô ta quăng cây súng lên bàn. Cậu tóc vàng đề nghị chơi trò cò quay Nga, cậu ta nạp đạn vào súng, sau đó để tiền lên bàn. Nói rằng mỗi người sẽ thử bắn một phát vào mình, nếu ai bắn trúng viên có đạn sẽ nhận được hết số tiền. Cô gái sợ hãi bị bắn trúng sẽ chết, cậu ta liền trấn an nói rằng chỉ bắn vào cánh tay mà thôi. Cùng lắm thì chỉ bị thương, ngược lại sẽ nhận được hơn 900 triệu. Vì số tiền quá lớn dù cho là nhà giàu, bọn họ đều đồng ý tham gia. Lần lượt từng người bắn vào cánh tay của mình, tuy nhiên vẫn không thấy viên đạn đâu. Nano còn chơi trội chĩa súng vào đầu, tuy nhiên cũng không có gì xảy ra. Chỉ còn lại mình Dino, cậu ta định bắn thì ông người hầu chạy đến ngăn lại. Ông ta mắng cả đám già đầu mà còn ngu, chơi một trò chơi nguy hiểm đến tính mạng như vậy, cha mẹ các cậu sẽ nghĩ gì? Bất ngờ cậu thanh niên tóc vàng dùng gậy đánh gôn đập liên tiếp vào đầu của ông ta. Bà mẹ chạy vào thì thấy chồng đã gục dưới sàn, máu chảy lênh láng. Bà ta cầm súng định bắn, tuy nhiên phận làm người nghèo, làm sao dám gây sự với đám giàu có này đây?
tên tóc vàng sau đó chạy đến đánh luôn cả bà mẹ. Nano ngồi ở phía sau, cười như điên dại với trò chơi mà cô ta tạo ra. Tưởng rằng hai người bọn họ đã chết, tuy nhiên bằng một cách nào đó, họ vẫn còn sống và chỉ bị thương. Nano cùng cả đám dùng hết số tiền có trong người đưa cho hai người, với điều kiện bọn họ giữ bí mật chuyện này. Cha mẹ của Dino cuối cùng vẫn im lặng, không hé một lời vì đứa con trai. Cuối phim, cậu ta đi về nhà thì thấy cha mẹ mình đã ngồi sẵn ở bàn, gương mặt đầy vết thương. Ba người nói chuyện nhưng không ai đề cập đến chuyện xảy ra hôm nay. Tuy nhiên chắc chắn trong lòng họ đều đã dần rạn nứt tình cảm. Dino vì tự trọng và ích kỷ của bản thân mà bất chấp tất cả, khiến cha mẹ của mình ra nông nỗi này. Bọn nhà giàu thì dùng tiền và thế lực để đạt được những gì mình muốn. Sau tất cả, người hưởng lợi nhiều nhất chính là cô nàng rắn độc Nano, luôn chơi đùa trước dục vọng và nỗi sợ hãi của con người. Tập 4 đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.